có người yêu chưa? Chưa. Em có bạn trai chưa? Chưa. Tình cờ đấy, anh chưa có vợ. Thế à? Em là người chơi Sapa này à? Không, em ở Mường Khương mà. Mường Khương à? Dạ. Cô gái Mường Khương rồi. Ở trên đấy như có kéo vợ không nhỉ? Không có anh ạ. Không kéo. Kéo anh thôi. Hả? Kể ra mà có một em chân dài ngồi cạnh mà rót rượu cho thì cũng phê mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại mình đang ở Sapa. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip, mình đưa mọi người đi khám phá và trải nghiệm cái món đặc sản trên Tây Bắc này. Đó là cái món lợn mẹt. Và đây cũng là lần đầu tiên mình ăn cái món này. Nhưng mà trước khi ăn ấy, thì mình đưa mọi người đi khám phá và cách làm nhé, cách chế biến nhé mọi người nhé. Hình như là bây giờ chắc còn chỉ kịp là đi xem sắp mâm thôi mọi người. Mời mọi người theo mình. Hôm nay được cái thời tiết rất là ủng hộ luôn. Bình thường sương mù xong mà lạnh mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay là được cái là trời nắng. Xong là cái kiểu trên này là không kiểu bị nắng rát đâu mọi người. Kiểu gió nó thổi lạnh lạnh mát mát đấy. Thích lắm. Ui, bây giờ mình sẽ phải đi vào trong này mọi người. Mình dẫn mọi người đi nhá. Đi. Ui, có xe kìa. Mọi người lên Sapa là ngay đường bộ hồ thôi. Đường này đường một chiều mọi người nhá. Trên có biển cấm nhưng mà rất mình ở trên này mình xem là có rất nhiều cô chú là đi vào đường ngược chiều rồi bị phạt oan đấy mọi người ạ. Cái biển nó bị khuất ở góc trên kia kìa. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi vào nhà hàng để khám phá mọi người. Đấy. Cái đường vào là đường Hoàng Văn Thụ này mọi người này. Được cái là ở trên này là chủ nhà hàng ấy là một anh cũng rất là nổi tiếng luôn về ẩm thực. Nên là cái giá cả ấy mọi người, giá cả hợp lý lắm. Anh ấy làm chủ yếu là kiểu mà dành cho fan hâm mộ đến thưởng thức ấy. Đây, đi ở trên này à? Hôm nay hơi đông người tí mọi người. Đi vòng ra đây đi. Đi chuyển đây. Chiều tối hôm qua mình lên thì sương mù dày đặc luôn mọi người, xong rồi lạnh lạnh đấy chứ. Đây, đến rồi mọi người này. Đó. Bây giờ mình sẽ phải đeo khẩu trang vào, xong rồi mình vào trong nhà hàng, mình đưa mọi người vào nhá. Đây này mọi người này, ẩm thực dân tộc này. Mọi người có nhìn thấy mà anh béo béo mập mập này không? Nhìn quen quen không? Thôi, bây giờ mình sẽ vào trong này. Cái món này của em phải không à? Mấy anh đầu bếp đẹp trai. Đây là... Cái này gọi là gì nhỉ? À, phụ kiện chứ nhở. Đây là phụ kiện thôi, còn là thịt lợn là đang chế biến. Mình vào trong bếp luôn nhá. Trong bếp làm là khá là sạch sẽ luôn mọi người. Thế này làm về ẩm thực là quan trọng nhất là về vệ sinh thực phẩm ấy. Đây phụ kiện đây mọi người, gia vị đây. Ở trên này được cái là thời tiết mát mẻ nên là đồ ăn đồ uống á, giữ được nó không bị khô héo mọi người. Ngồi trên sửa với da cá chiên. Đây là cái mẹt mình đặt nhé mọi người nhé. Cái mẹt này hôm nay nhóm mình đi 4 người thôi. Bây giờ đang sắp đồ lên mọi người ạ. Anh ơi cho em hỏi chút, cái món này là món gì nhỉ? Đây món này là xà lăn. Xà lăn à? Đây là món tái, món nộm. Đây là nộm tái chứ. Đây còn mấy món nữa để góc này nữa đúng không? Cô thấy thì đồ ăn nhiều lắm, một cái mẹt này ăn tha hồ mọi người. Đây là món thịt lợn xào lăn này. Lợn trên này là lợn bản nhé mọi người nhé. Lợn trên bản nhé, lợn ngâm lạnh nhé, lợn chuẩn đấy mọi người. Còn đây là nộm tái mọi người. Còn hình như ô này để đựng chứa tiếp này. Chứa tiếp một món nữa. Và đây là chứa tiếp thêm một món. Và đây là một món nữa. Thì nữa mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Bây giờ trong khi chờ đợi đồ lên ấy, mình vào trong này mình review một em. Thấy xinh gái lắm mọi người. Anh chào em nhé, anh xin phép anh quay một chút được không? Được. Anh cũng biết em ở trên TikTok á. Em đang làm gì đấy? Em đang sửa dao. Đang sửa dao á? Em dơ dao này thì khách chạy hết sao? Em lỡ làm dương hỏng rồi. Không sợ đâu mà, ui giời. Em ạ, với bọn anh là
Sinh gái là đều không vô tội. Ác là thế. Tội là ở em hỏi anh làm. Mà không sợ đâu, tí anh bảo anh Hải không sợ đâu. Anh bảo kia. Anh bảo kia cho, bảo là anh vừa cầm dao và anh tự làm nước chấm, anh tự làm nước chấm mà anh lập làm mẻ rồi. Quên, anh cho anh hỏi trước nữa, em tên là gì nhỉ? Em tên là Ca, năm nay em 21 tuổi. Em có người yêu chưa? Chưa. Chưa, em có bạn trai chưa? Chưa. Tình cờ đấy, anh chưa có vợ. Thế à? Em là người trên Sapa này à? Không, em ở Mường Khương mà. Mường Khương à? Dạ. Cô gái Mường Khương mà. Ở trên đấy như có kéo vợ không nhỉ? Không có anh ạ. Không kéo? Kéo anh thôi. Ui. Đây. Chói mà. Nhìn. Em vào trong, em sang bên này làm lâu chưa? Em làm gần 2 tháng. Thế hôm qua gọi xuống là không ngủ ra. Em mệt. Mệt á? Có làm gì mà mệt? Ôi, em chạy từ trên xuống, từ dưới lên trên. Thế á? Chân lắm. Anh em mà chuyên về bên nước chấm à? Em là nước chấm này, chạy 3 luôn. Thế là em làm các môn luôn, các món luôn. Quá vất vả nhỉ em nhỉ? Nãy anh định vào hỏi làm quen bắt chuyện em, nhưng mà thấy em cầm hai con dao cứ nhấc lên nhấc xuống. Rén. Chém anh đấy. Anh có làm gì để chém anh? Không, bỏ từ chém ra. Bỏ dấu, bỏ chữ M ra thêm chữ N được. Đúng chén. Đúng rồi, chén. Thế mà quay TikTok nhây quen rồi. Đúng rồi, em quay em cũng nhây em. Nhưng mà bây giờ có hay quay nhiều không? Hay em có nhóm chưa không? Không có thời gian được. Em còn là quay một dạy thì like chơi. Like được nhiều mắt sao? Anh ở trên TikTok nhây lắm, xong rồi đời anh không nhây nữa à? Không, tùy từng lúc đấy. Tùy từng lúc. Ví dụ như gặp một người xinh đẹp như nhưng em này, anh cần phải nghiêm túc. Anh cần phải nghiêm túc. Không, không được nghiêm túc, phải nhây. Anh cảm ơn em nhé. Vâng, cảm ơn anh. Chào mọi người nhé. Sau một hồi tán gái không đổ thì món thì cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ sơ qua cho mọi người nhé. Ví dụ như đây, cái món này là món lợn mẹt đặc sản Tây Bắc mọi người ạ. Và đây mình sẽ giới thiệu từng thành phần một nhé. Đây là lợn xào lăn này mọi người này. Món này là lợn hấp này. Còn món này là lợn nướng này mọi người này. Thì lợn nướng này. Còn đây là lợn nộm tái mọi người ạ. Còn đây là bộ phận nội tạng của lợn. Đây là ruột gan. Đó, còn thêm một ít phụ kiện nữa mọi người. Này mình không chuyên về ẩm thực cho lắm nên là mình giới thiệu sơ qua thôi. Thế mình chỉ chia sẻ cảm nhận khi ăn thôi. Đây, mình thích nhất là mấy cái kiểu món măng trúc này mọi người này. Món măng trúc này. Cái này ở trên Sapa nhé mọi người nhé. Cái này là khai thác trực tiếp ở trên Sapa luôn mọi người ạ. Đó. Còn là mình được thêm một bát canh xương đó mọi người ạ. Đây canh xương đây mọi người này. Ôi nhìn chất lượng lắm mọi người. Đây đây mình giới thiệu thêm cho mọi người này. Đây là món rượu mận, nhưng mà cái này là làm từ thịt lợn. Lợn gắp nách mọi người ạ. Đó, lợn bản đấy. Cái này tí mình sẽ thưởng thức sau. Bây giờ mình test mấy món này nữa. Đây là lợn hấp này mọi người này. Mình mời mọi người nhá. Nước chấm như nào? Nhiều nước chấm quá, không biết chấm món nào mọi người. Thịt ngọt lắm mọi người. Mình thích cái kiểu ăn tay bốc không? Măng chấm cái gì nhỉ? Đây, chấm đây. Nó măng chút mọi người. Măng chút này có vị đắng đắng ngọt ngọt. Đây là măng chút luộc mọi người. Đây là, còn đây là thịt lợn nướng này. Đây là món lợn xào lăn này. Món này ngon này. Cái khẩu phần này dành cho 5 người ăn mọi người. 5 người ăn ngày luôn. Cái mẹt này dành cho 5 người ăn đến 8 người ăn.
Nhóm mình đi có 4-5 người thôi. Ngoài ra cái mẹt này có thể tăng và giảm cổ phần. Nếu mà mọi người mà đi đông á, đi tầm chục người hay là trên chục người thì có thể thay đổi cổ phần. Và ăn 3-4 người cũng có thể thay đổi khẩu phần nhé, để tránh ăn thừa rồi lãng phí ấy, mọi người. Đây là món lòng mọi người. Đây mọi người này. Đó. Bên kia cũng thấy mình đang ăn nên là cũng gọi theo lợn mẹ theo. Nhìn hấp dẫn quá. Nhòe luôn, sao hết được. Nhiều quá. Ăn uống này kể ra mà có một em chân dài ngồi cạnh mà rót rượu cho thì cũng phê mọi người. Mình nói đùa thế thôi. Thật ra nếu mà có thì cũng thích thật.